Bầu hồ lô có hình dáng đặc biệt nhất trong tất cả các giống bầu hiện nay, một dàn bầu hồ lô xanh mướt với những trái bầu hồ lô vắt vẻo trên dàn, vừa vui mắt và vừa lạ mắt, có ý nghĩa mang lại những điều may mắn cho gia chủ. Bầu hồ lô không chỉ có giá trị kinh tế mà còn mang lại điểm lành cho ngôi nhà của bạn. Sau đây là cách trồng và sự chuẩn bị để trồng bầu hồ lô. 1. Chuẩn bị trồng cây. Đất trồng, các bạn có thể sử dụng bất kỳ các loại đất trồng nào mua ở các cửa hàng vì bầu thích hợp với các loại đất, nhưng tốt nhất nên mua loại đất sinh học sạch, giàu dinh dưỡng để cây phát triển tốt và khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh. Chậu trồng bầu hồ lô nên chọn đường kính 30cm hoặc lớn hơn. Nếu bạn dùng chậu 30cm chỉ nên trồng một cây trong một chậu. Nếu bạn trồng bằng thùng xốp cỡ to thì trồng 2-3 cây vào một thùng. Với bầu hồ lô thì chậu càng to thì cây càng to, và khi cây càng to thì ra càng nhiều quả. Hạt giống, bạn có thể mua hạt giống ở các cửa hàng. Hạt bầu hồ lô rất sẵn có, giá từ 10.000 đến 40.000 đồng tùy giống và công ty sản xuất. Hiện có hai giống phổ biến là giống ngắn ngày, thu hoạch sau 42 ngày gieo trồng, và giống thường, thu hoạch sau 50 đến 55 ngày kể từ khi gieo trồng. Về thời gian trồng, bầu hồ lô có thể trồng được quanh năm, nhưng vào mùa nắng cây ít sâu bệnh và ra nhiều quả hơn mùa mưa. Vị trí trồng, bầu hồ lô trồng dưới đất, trong bồn cây, trong chậu, ở sân vườn hay sân thượng đều được. 2. Ươm hạt giống bầu hồ lô. Trước khi để có thể gieo được hạt giống thì bạn nên làm một số thao tác để cho hạt nảy mầm tốt hơn. Hạt của bầu hồ lô thường dày hơn và có độ cứng cao, nên để cho bầu hồ lô có thể nhanh phát triển và nảy mầm tốt hơn thì bạn nên ngâm hạt hồ lô trong nước ấm từ 4 đến 12 tiếng trước khi gieo. Với thời gian ngâm hạt như vậy để cho hạt có thể hút vừa đủ lượng nước và hạt có thể nảy mầm tốt hơn. Bạn chuẩn bị giá thể, trộn với đất sạch và phần trùng quế mã PB02 theo tỷ lệ 1:1, sau đó đổ đầy vào chậu. Tiếp theo bạn bắt đầu đặt hạt giống lên và phủ lên một lớp đất dày khoảng 2cm. Ngoài ra, bạn tưới ẩm để tạo điều kiện cho hạt nảy mầm tốt. 3. Trồng bầu hồ lô và chăm sóc. Khi cây đạt tới chiều cao từ 20 đến 30cm thì bạn mang cây con ra trồng và cho leo giàn. Sau khi bạn trồng được khoảng 1 tháng thì cây bắt đầu ra hoa. Khi đó cây có chiều cao từ 1 đến 3 mét tùy vào cách chăm sóc tốt của mọi người. Khi cây ra hoa thì bạn nên tưới thêm một ít phân kali để kích thích cây bầu hồ lô ra hoa nhiều hơn. Và sau khoảng 1 tháng rưỡi ra hoa, cây bầu hồ lô sẽ bắt đầu cho ra những trái bầu hồ lô đầu tiên. Khi đó bạn nên bổ sung chất dinh dưỡng cho cây để cây ra trái nhiều hơn. Bạn có thể bón những loại phân như NPK, phân hữu cơ hoặc là loại nước tưới hữu cơ để giúp cây phát triển tốt hơn. Sau từ 2 đến 2 tháng rưỡi, bạn có thể bắt đầu thu hoạch bầu hồ lô. Sâu bệnh. Khi cây trồng bị bệnh nấm thối nhũng, bạn dùng thuốc sinh học như sau: giã nát củ riền rồi trộn với nước theo tỷ lệ 1:1, lọc sạch rồi phun lên cây trồng. Cách này khá hiệu quả lại không độc hại, rất phù hợp khi trồng cây tại nhà. Nếu các lá có rệp, nấm mốc, bạn có thể pha thuốc xanh metin với bitadin nồng độ cực nhẹ phun lên lá, bầu hồ lô sẽ bị các loại sâu bệnh như rệp, sâu vẽ bùa, bọ xít lá tấn công. Khi cây có biểu hiện của bệnh, nên dùng thuốc Brightin phun vào ngọn và dưới lá. Phun vào lúc buổi sáng sớm hoặc chiều lúc tắt nắng và không mưa. Phun 3 ngày liên tục, sau 1 tuần nếu không hết phun tiếp. 4. Thu hoạch bầu hồ lô. Khi trái bầu mới ra được khoảng 15 ngày, bạn thấy trái bầu còn non và đang còn lông tơ và gõ nhẹ thấy tiếng đục thì bạn có thể lấy xuống và nấu những món yêu thích như bầu luộc, bầu xào, còn rất là nhiều món ăn khác nhau nữa. Và nếu như bạn muốn để trái bầu làm vật trang trí thì bạn nên để trái bầu càng già càng tốt. Sau khi bạn cắt lấy phần cuống và lấy hết phần ruột, hạt ra rồi, bạn đem đi để khô nhé.